Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Việt Nam với Lào 19 giờ 30 phút hôm nay ngày 6 tháng 12, rồng vàng trở lại con đường chiến thắng. Tuyển Việt Nam đã trải qua 5 trận thua, thế nên việc chúng tôi bị stress cũng là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta vào đến vòng đấu này mới thấy các đối thủ đúng là mạnh thật. Chúng ta nên đặt mục tiêu làm sao để tiếp tục góp mặt ở những vòng loại thứ 3 như thế này và đạt kết quả tốt hơn. Ngay sau đó, cũng tại Mỹ Đình tối ngày 16 tháng 11, đội tuyển những ngôi sao vàng tiếp tục trắng tay trước Saudi Arabia, khép lại chuỗi 6 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 tính cho đến thời điểm hiện tại. Gác lại nỗi buồn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với AFF Cup năm 2020 với nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng bóng đá Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam sẽ ra quân bằng trận đấu với Lào và mục tiêu với ông Park và các học trò không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn. Nhiệm vụ này hoàn toàn nằm trong tầm tay bởi tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với Lào. Nhìn lại lịch sử đối đầu, Lào cũng chưa bao giờ thắng Việt Nam ở 10 cuộc chạm trán chính thức, thua tới 9 và chỉ có duy nhất trận hòa 1-1 tại AFF Cup năm 1996. Những năm gần đây, bóng đá Lào đang dần tụt hậu và những cầu thủ buộc phải sang Thái kiếm cơ hội chơi bóng cũng như mưu sinh. Đại dịch Covid-19 càng khiến mọi người khó khăn hơn trong việc tập trung các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm này, rõ ràng Lào đang ở một khoảng cách khá xa so với Việt Nam. Tuyển Việt Nam toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, nhưng cần biết rằng tất cả các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều được đánh giá mạnh hơn. Mặc dù vậy, những chiến binh sao vàng đã chơi rất hay trước những đối thủ lớn như Nhật Bản, Saudi Arabia, cho thấy trình độ của tuyển Việt Nam đã được rút ngắn so với các đối thủ hàng đầu châu lục. Việc được thi đấu liên tục trong 3 tháng qua kể từ tháng 9 cũng giúp tuyển Việt Nam giữ được sự gắn kết và nhịp độ trong bối cảnh những đối thủ như Thái Lan, Myanmar thậm chí còn không có nổi trận giao hữu nào. Chuẩn bị cho AFF Cup năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có được một đội hình mạnh nhất từng tham chiến ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Thậm chí ông Park sẽ có nhiều phương án chiến thuật hơn khi Minh Vương và Đình Trọng đã hồi phục hoàn toàn chấn thương.